Hỏi, vì sao vị đế thích lại hỏi, ông muốn bán các thứ ấy với giá bao nhiêu? Đáp, vì biết Bồ Tát Tát Đà Bà Luân muốn bán thân để cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, nên vị đế thích hỏi như trên để xem ngài có thật sự quyết tâm, thật sự chẳng còn hối hận chăng? Bồ Tát Tát Đà Bà Luân thật sự đã quyết tâm, chẳng chút hối hận, nên đáp cho bao nhiêu cũng được. Bồ Tát Tát Đà Bà Luân chẳng có tiền để thuê một người trên Đà La phá thân ngài, cũng chẳng có thể nhờ một vị Bà La Môn làm việc ấy, vì Bà La Môn sợ tội phá thân người, nên ngài phải cầm dao tự phá thân mình. Hỏi, vì sao vị trưởng giả nữ khi nghe Bồ Tát Tát Đà Bà Luân giao bán thân, chẳng liền hỏi mà đến khi thấy ngài phá thân mới đến hỏi? Đáp, việc bán thân là việc dễ làm, việc tự phá thân mới thật là việc khó làm. Vị trưởng giả nữ từ trên các cao nhìn xuống, thấy cảnh phá thân máu chảy ra lai láng, tự nghĩ rằng hết thảy chúng sanh đều cầu vui, đều sợ khổ, mà người này tự xẻ thịt lấy máu là việc làm rất hy hữu. Nghĩ như vậy nên xuống tận nơi để hỏi nguyên nhân. Khi được biết Bồ Tát Tát Đà Bà Luân muốn bán máu, tim và tủy cho vị hóa Bà La Môn để cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, nàng bèn hỏi rằng ông cúng dường như vậy sẽ có được lợi ích gì? Bồ Tát Tát Đà Bà Luân đáp, Bát Nhã Ba La Mật là pháp mà Bồ Tát phải học. Tôi phải theo Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để được nghe Bát Nhã Ba La Mật, được học Bát Nhã Ba La Mật, do học Bát Nhã Ba La Mật mà sẽ được thành Phật. Khi tôi được làm Phật, tôi sẽ làm chỗ y chỉ cho hết thảy chúng sanh, ví như cây tre bóng, làm cho dân trong ấp được hưởng sự im mát vậy. Phật có thân sắc vàng, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, có vô lượng quang minh. Quang minh của Phật là chân ánh sáng chiếu khắp cả mười phương. Chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề nhờ nương theo quang minh của Phật mà thoát ra khỏi vô minh hắc ám. Phật có đại từ bi, có thần thông chẳng thể nghĩ bàn, có đầy đủ trì giới, thiền định, trí huệ thanh tịnh. Phật vì năm chúng thuyết pháp, dạy họ tu bố thí, tu trì giới, dẫn đến tu trí huệ, khiến họ được trí vô ngại, được giải thoát vô ngại. Khi tôi được vô lượng công đức như vậy rồi, tôi sẽ đem pháp bảo vô thượng ban phát cho hết thảy chúng sanh. Bởi vậy nên tôi nguyện xả thân sanh ra bệnh chết này, xả thân xuống uế bất tịnh này, để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để được thành Phật. Vị trưởng giả nữ đã gieo trồng thiện căn trong nhiều kiếp, đã có được trí huệ sáng suốt, nên vừa nghe pháp liền được đại pháp hỷ, chẳng còn sợ hãi nữa. Nàng nói với Bồ Tát Tát Đà Bà Luân rằng việc làm của ông thật là hy hữu, pháp mà ông vừa tán thán thật là vi diệu. Nếu được pháp vi diệu ấy mà phải xả vô lượng thân cũng nên làm, huống nữa là chỉ xả một thân. Lúc ban đầu vị trưởng giả chưa rõ nguyên nhân gì khiến Bồ Tát Tát Đà Bà Luân tự phá thân, nên chỉ tỏ lòng thương xót. Nhưng này nàng đã được nghe pháp thanh tịnh, nên sanh tâm hoan hỷ và tán thán Bồ Tát Tát Đà Bà Luân rằng ngài vì pháp mà bản thân tôi rất cảm phục. Vì ngài nghèo chẳng có gì để cúng dường pháp và pháp sư, nên tôi xin hết lòng giúp ngài. Ngài cần gì tôi xin sẽ cung ứng đầy đủ. Tôi cũng muốn theo ngài đến cầu đạo nơi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Hỏi, Bồ Tát Tát Đà Bà Luân đã xẻ thịt khiến máu chảy ra lai láng, như vậy vì sao ngài còn có thể nói nhiều Phật pháp cho vị trưởng giả nữ nghe? Đáp, tùy thần khổ mà Bồ Tát chẳng bị vô minh che tâm. Lại nữa, lúc bấy giờ ngài mới xẻ thịt, nhưng chưa phá xương lấy tủy, nên chưa mê màn. Do vậy ngài còn có thể nói pháp cho vị trưởng giả nữ nghe được. Vị đế thích sau khi đã biết rõ tâm của Bồ Tát Tát Đà Bà Luân quyết định chẳng có gì lay chuyển được nữa, nên trở lại nguyên hình và tán thán rằng lành thay, tâm của ông rất kiên cố. Ý vị đế thích muốn nói rằng Bồ Tát Tát Đà Bà Luân dù chưa được Phật đạo mà chẳng còn tiếp thân mạng, chẳng bao lâu nữa sẽ được vô sở trước, sẽ được vô sành pháp nhẫn, sẽ được vô thượng bồ đề. Các vị thiên vương vì ái làm Phật đạo nên thường thử thách người tu cầu đạo giải thoát. Vị đế thích muốn biết tâm của Bồ Tát Tát Đà Bà Luân đã thật kiên cố chưa, nên mới đòi mua máu, tim và tủy vậy. Nay thấy tâm Bồ Tát chẳng gì lay chuyển được, nên nói ông cầu gì tôi sẽ ban cho. Bồ Tát Tát Đà Bà Luân do đã thâm tín Phật đạo, nên vừa nghe vị đế thích nói như trên liền đáp, tôi muốn được vô thượng bồ đề. Vị đế thích nói, tôi chẳng đủ sức để làm việc ấy, đó là cảnh giới của chư Phật. Ông hãy cầu việc gì khác trong khả năng của tôi. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tuy chẳng tiếc thân mạng nhưng vì muốn giữ thân để đi cúng dược Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nên nói với vị đế thích rằng: xin cho thân tôi được hồi phục lại như cũ. Tức thì thân ngài được hồi phục lại như cũ. Hỏi: vì sao thân Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã bị cắt xẻ rồi mà vị đế thích có thể làm cho hồi phục lại như cũ? Đáp: Phật dạy có những việc bất khả tư nghì mà loài rồng còn có thể làm được, huống nữa là hàng trời. Trong hư không có đủ các loại vi trần, vị đế thích giấy tâm muốn làm phước nên đã hòa hợp các vi trần làm cho thân của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân trở lại lành lặn như trước. Ví như thân của chúng sanh ở các cõi trời và ở các cõi địa ngục là do hóa sanh, chẳng phải là do thai sanh. Thân người do các nhân duyên tội phước hòa hợp mà thành. Vị đế thích cũng dùng các nhân duyên tội phước để hồi phục lại nguyên vẹn thân của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Vị đế thích thấy nguyện của mình đã đầy đủ nên liền biến mất. Như vậy là Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã trả xong các nghiệp tội phước đời trước. Từ đây ngài sẽ được phước đức vô lượng vô biên. Ngay lúc bấy giờ, ngài liền được vị trưởng giả nữ đưa về nhà, xin với cha mẹ nàng cho đầy đủ các lễ vật cúng dường như đã rộng nói ở đoạn kinh nêu trên đây. Hỏi: trước đây vị trưởng giả nữ nói ngài muốn gì để cúng dường, tôi xin cung ứng đầy đủ. Này vì sao nàng lại đưa Bồ Tát về nhà để xin cha mẹ cung ứng các đồ lễ vật để cúng dường? Đã lúc ban đầu vị trưởng giả nữ muốn an ủi Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, lại sợ xấu hổ, chưa tiện nói phải về nhà xin cha mẹ, nên đã nói: ngày theo tôi về nhà, tôi sẽ cung ứng đầy đủ các đồ lễ vật để cúng dường. Nhưng khi về đến nhà, nàng lại thưa trình với cha mẹ, xin cho nàng đầy đủ các thứ châu báu, hương hoa, tràng phát bảo cái, y phục, nhạc khí, vân vân. Xin 500 cỗ xe, xin đem theo 500 thị nữ, xin cho nàng được phép đi cùng với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đến cầu pháp nơi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Vì sao? Dù người con gái có đủ sức cho, nhưng theo phép nhà thì con phải thừa ý cha mẹ nên nàng phải xin cha mẹ vậy. Ở nước đó chẳng có Phật Pháp nên ông bà trưởng giả mới hỏi con gái mình Bồ Tát Tát Đà Ba Luân là người như thế nào. Sau khi nghe con gái mình tường trình đầy đủ sự việc và còn khẩn thiết xin theo 500 vị nữ, xin được tháp tùng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đi cầu pháp nơi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, thì cả hai ông bà trưởng giả đều vui vẻ chấp nhận. Hỏi: vị trưởng giả giàu sang phú quý lại có nhiều uy quyền, vì sao chỉ vừa mới nghe nói đến công đức của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân mà đã thuận cho con gái mình đem bảo vật và đoàn thị nữ đi theo? Đáp: người được làm trưởng giả là người đời trước đã trồng nhiều thiện căn nơi các đức Phật. Nay dù sanh vào nơi chẳng có Phật Pháp, nhưng nếu nghe Phật Pháp thì phát khởi được túc duyên đời trước, khiến tâm liền được khai ngộ. Ví như hoa sen khi đã tăng trưởng đầy đủ rồi thì chỉ cần ánh sáng mặt trời là liền nở. Ông bà trưởng giả thấy tâm con gái mình đã thuần thuộc thanh tịnh, chẳng màng thế lạc, chỉ mong cầu pháp lợi nên vui vẻ chấp thuận lời thỉnh nguyện của con vậy. Lại nữa, nếu trái ý con thì sợ con buồn khổ hại đến thân, do suy nghĩ chủ lượng như vậy nên mới quyết định chiều theo ý con vậy. Ông bà trưởng giả nghĩ rằng tùy hỷ cho con gái mình đi tìm đạo là mình cũng có phần công đức. Lại nghĩ rằng người thế gian khi đã thâm chấp sự việc gì rồi thì rất khó giải. Nếu phát tình ái còn khó giải, huống nữa là phát tâm cầu đạo. Con gái mình cầu đạo thanh tịnh chẳng nhiễm trước thế sự, đỡ nào chẳng cho con được như nguyện. Lại nữa, vì ông bà thấy con gái mình về pháp chẳng tiếc các bảo vật nên đem tâm tùy hỷ trồng thiện căn phước đức. Sau đó đoàn xe chở Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ và 500 thị nữ cùng các bảo vật cúng dường theo hướng đông thẳng tiến về phía thành Trúng Hương. Khi đoàn xe đến gần thành Trúng Hương, dân chúng cho là việc hy hữu nên đã tụ tập đông đảo vui vẻ đi theo, mong mỏi sớm đến thành Trúng Hương như người khát nước đi tìm nước uống vậy. Khi thấy thành Trúng Hương, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân và đoàn tùy tùng đều vui mừng, mong mỏi sớm được gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để được nghe bát nhã ba la mật. Hỏi: Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đã được văn trì Đà La Ni, đã trì tụng, đã thông đạt và tránh ước niệm bát nhã ba la mật. Như vậy đâu có cần đến kinh quyển bát nhã ba la mật viết trên lá vàng và để trên đài bày báu, vì sao lại phải để kinh trên đài để cho chúng sanh cúng dường? Đáp: có nhiều nhân duyên tóm được như sau. Tầm hạnh của chúng sanh chẳng có đồng đều nhau. Có người ưa thấy kinh quyển, ưa cúng dường kinh quyển. Có người ưa được nghe giảng giải kinh pháp. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ở trong nhà với đầy đủ quyến thuộc, Từ bên ngoài nhìn vào, người thế gian có thể nghĩ rằng tu tại gia như vậy ắt phải có nhiễm trước. Nếu tu bát nhã ba la mật để làm lợi ích chúng sanh mà còn nhiễm trước, thì làm sao có thể dùng vô sở trước để giáo hóa chúng sanh được? Bởi nhân duyên vậy, nên phải chép kinh Ma Hà Bát Nhã Ba La Mật trên lá vàng bày trên bảy báu để chúng sanh cúng dường. Các hàng tròi rồng cùng các quỷ thần cũng thường lui tới cúng dường. Nhờ vậy mà tín căn của chúng sanh được thêm tăng trưởng. Sau đó mới dùng pháp khai thị, truyền Phật ngữ, diễn giải văn nghĩa để dạy chúng sanh, khiến họ được hết thảy pháp bảo trang nghiêm. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân hỏi vị Đế Thích: trong kinh nói có ấn bảy báu, như vậy Bồ Tát Đà Vô Kiệt có chân bảo ấn chăng? Khi cầu Phật đạo, Bồ Tát cầm ấn bảy báu. Có bảy vị đại thần cầm kim cang trượng hầu bên cạnh, giữ gìn kinh chẳng cho ma đến nhiễu loạn. Vì quý trọng kinh Ma Hà Bát Nhã Ba La Mật, nên có người nghe thuyết giảng kinh ấy mà phát tâm, có người thấy kinh ấy được đè trên đài bảy báu trang nghiêm mà phát tâm. Bởi vậy nên phải trang nghiêm bảo đài, phải dùng lá vàng chép kinh, phải dùng bảy báu ấn lên để làm cho tín tâm của chúng sanh càng thêm tăng trưởng. Hỏi: kinh Ma Hà Bát Nhã Ba La Mật được đặt trên bảo đài, Bồ Tát trên pháp tòa cũng diễn nói kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy cả hai bên đều diễn bày diệu pháp, vì sao phải cúng dường kinh trước rồi mới cúng dường pháp sư sau? Đáp: nên biết ba người tam bảo gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kinh Ma Hà Bát Nhã Ba La Mật là Pháp bảo, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là Tăng bảo, bởi vậy nên phải cúng dường Pháp bảo trước. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt tuy nói Pháp mà chúng sanh còn thấy có tướng nói Pháp nên còn sanh tâm chấp, nhưng nếu thấy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cùng đoàn tùy tùng cúng dường kinh trước thì họ sẽ chẳng còn tâm chấp nữa. Lại nữa, Ma Hà Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Chư Phật còn cúng dường kinh này, huống nữa là chư Bồ Tát. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt do tu Ma Hà Bát Nhã Ba La Mật mà được đầy đủ công đức, được chúng sanh cúng dường, nên khi cúng dường phải cúng dường kinh trước. Bởi vậy nên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân và đoàn tùy tùng đã phân chia lễ vật làm hai phần, một phần cúng dường kinh trước và một phần cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sau. Hỏi: Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có 6 vạn thể nữ, cùng thọ 5 dục, có cung điện nguy nga, như vậy làm sao có thể khiến các đồ lễ vật cúng dường hóa thành bảo đài trụ trên hư không được? Đáp: Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là một vị đại Bồ Tát phát tánh sanh thân, vì độ chúng sanh mà thọ 5 dục nhằm dung thông 2 đế. Có thuyết nói các đức Phật dùng thần lực hóa các lễ vật mà Bồ Tát Tát Đà Ba Luân vừa đem đến cúng dường thành các bảo đài trụ trên hư không. Hỏi: ở nơi hết thảy chúng sanh, Bồ Tát phải khởi tâm đại bi, vì sao nói Bồ Tát muốn độ chúng sanh mà cầu vô thượng Bồ Đà? Đáp: phát tâm do nhiều động cơ khác nhau. Có người vì Pháp mà phát tâm, có người thấy chúng sanh đau khổ mà phát tâm đại bi, muốn đem lại niềm vui cho chúng sanh, muốn chúng sanh bớt khổ mà phát tâm. Có người thấy được lực thần thông, thấy được oai đức lớn của chư Phật, chư Đại Bồ Tát mà phát tâm, rồi sau đó mới sanh bi tâm và trí ấn. Như trong kinh trí ấn nói: y ái mà đoạn ái, y mạng mà đoạn mạng. Có người do được nghe Pháp, sanh ái trước Pháp mà xả bỏ 5 dục, phát tâm xuất gia cầu đạo. Có người thấy người khác được quả A-la-hán mà sanh cao tâm, nghĩ rằng người kia có hơn gì ta đâu mà sao chứng được A-la-hán, tại sao ta chẳng được như vậy. Nghĩ như vậy rồi siêng năng tinh tấn tu hành, được quả A-la-hán vậy. Cũng như vậy, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ muốn thấy được người có thế lực tự tại, có lực thần thông biến hóa ra đầy đủ các bảo vật, lại muốn biết cảnh vui ở cõi trời này, mới vừa thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ở trong cung điện, ngồi trên tháp tòa trang nghiêm, thấy hàng trời người cung kính đành vây nghe Pháp, lại thấy các đồ lễ và cúng dường biến thành bảo đài ở giữa hư không. Các vị ấy liền phát đại tâm, họ vui mừng nghĩ rằng đây là sự việc rất hy hữu, rất khó gặp, nghĩ rằng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có nhân duyên phước đức lớn mới được như vậy. Do suy nghĩ như vậy mà họ phát tâm muốn được nghe Pháp, muốn được làm Phật. Như trong kinh Duy Mạc Cật nói: ái mạn phiền não đều là căn bản của Phật đạo. Khi các người nữ này thấy các sự việc hy hữu sanh tâm ái lạc, biết Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có nhiều nhân duyên phước đức mới thành tựu được các việc chẳng thể nghĩ bàn như vậy, nên họ liền phát đại tâm. Như vậy là từ ái mạn mà các người nữ này thành tựu được tâm thanh tịnh, bởi vậy nên nói ái mạn phiền não đều là căn bản của Phật đạo. Ví như hoa sen từ bùn vươn lên liền tỏa hương thơm ngát, các người nữ này phát tâm rồi liền thệ nguyện được như Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Họ tự nghĩ rằng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt làm được như vậy, chúng tôi cũng xin nguyện được làm như vậy. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cung kính đảnh lễ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, đảnh lễ Bồ Tát Pháp Sư xong, Ngài tường trình về mọi sự việc kể từ khi ở trong rừng vắng, nghe tiếng nói giữa hư không, bảo đi về phương đông cầu Pháp, dẫn đến việc Ngài cùng với đàn người nữ đến gặp Bồ Tát Pháp Sư. Ngài cũng nói đến việc các Đức Phật tử giữa hư không cho Ngài biết rằng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt từ nhiều đời đã là vị thiện tri thức của Ngài. Chính Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sẽ là người khai ngộ cho Ngài. Ngài cũng nói rằng khi các Đức Phật an ủi Ngài xong thì liền chẳng còn hiện nữa. Ngài chẳng rõ các Đức Phật từ đâu đến rồi lại đi về đâu. Bởi vậy nên này được gặp Bồ Tát Pháp Sư Đàm Vô Kiệt, Ngài đến xin Bồ Tát Pháp Sư được nêu câu hỏi: chư Phật từ đâu đến rồi lại đi về đâu? Hỏi: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã được các tam muội, đã phá được vô minh, đã quán được các pháp bình đẳng, vì sao chẳng biết thế thảy pháp đều là tánh không mà còn chấp có tướng Phật, còn sanh tâm chấp đắm Phật như vậy? Đáp: các vị Bồ Tát Tân phát ý thì đã biết các pháp đều là không, là vô tướng, nhưng ở nơi các Đức Phật vẫn còn ái chấp. Vì sao? Vì họ chưa được rõ Phật có phải là rốt ráo không, là vô tướng chăng? Các Bồ Tát Tân phát ý thì đã biết không mà chưa thật sự hòa hợp với không. Vì sao? Vì Phật có vô lượng vô biên công đức, khiến các Bồ Tát sơ phát ý thường hay thâm chấp. Bởi vậy nên Phật vì hàng Bồ Tát này phải nói Phật cũng là không. Nếu chẳng vì các Bồ Tát này nói không, thì do thâm ái Phật, họ có thể tự diệt và diệt thân tộc họ. Thân tộc còn diệt, hướng nữa là người khác. Khi Bồ Tát đã được biết rõ không rồi, thì chẳng còn có những sự việc như vậy nữa. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân do thâm ái chấp chư Phật nên chẳng có hay biết. Do vậy mà Ngài mới hỏi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt: các Đức Phật từ đâu đến rồi lại đi về đâu? Vì sao? Vì Bồ Tát Tát Đà Ba Luân muốn thấy tướng của các Đức Phật mãi chẳng nhàm chán, nên chẳng muốn xa rời các Đức Phật vậy. Hết quyển 98. Luận Đại Trí Độ, quyển 99. Phẩm thứ 89, Đàm Vô Kiệt. Kinh: lúc bấy giờ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt bảo Bồ Tát Tát Đà Ba Luân: này thiện nam tử, các Đức Phật chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu. Vì sao? Các pháp như là tướng bất động, pháp như tức là Phật. Pháp vô sanh chẳng sanh là chẳng đến chẳng đi, pháp vô sanh tức là Phật. Pháp vô diệt chẳng diệt là chẳng đến chẳng đi, pháp vô diệt tức là Phật. Pháp không là chẳng đến chẳng đi, pháp không tức là Phật. Pháp vô nhiễm chẳng nhiễm là chẳng đến chẳng đi, pháp vô nhiễm tức là Phật. Pháp tịch diệt là chẳng đến chẳng đi, pháp tịch diệt tức là Phật. Tánh hư không là chẳng đến chẳng đi, tánh hư không tức là Phật. Này thiện nam tử, giỏi các pháp thì chẳng có Phật. Các pháp như các Đức Phật như là nhất như, chẳng có phân biệt. Này thiện nam tử, như ấy là thường một, chẳng phải hai, chẳng phải ba. Như ấy ra ngoài các pháp số, vì là vô sở hữu. Ví như vào cuối mùa xuân, khi trời nóng bức, vào các ngày nắng gắt, người lữ hành đi trên khoảng đường trống, thấy ở đằng xa sóng nắng in bóng những vùng nước tươi mát, người vô trí đuổi theo sóng nắng, mong tìm được nước. Ý ông nghĩ sao? Nước đó từ sông nào, từ suối nào chảy đến chăng? Nước đó sẽ đi về đâu? Sẽ chảy về biển Đông, về biển Tây, về biển Nam, về biển Bắc chăng? Bồ Tát Tát Đà Ba Luân thưa: bạch đại sư, ở trong sóng nắng còn chẳng có nước, thì làm sao có chỗ nước chảy đến và chỗ nước chảy đi được? Bồ Tát Đàm Vô Kiệt dạy: này thiện nam tử, người vô trí do bị nóng và khát bức bách nên thấy sóng nắng in bóng các vùng nước ở đằng xa mà tưởng đó là nước. Này thiện nam tử, người phân biệt các Đức Phật có đến có đi cũng là như vậy. Vì sao? Này thiện nam tử, chẳng có thể do nơi xác thân của Phật mà thấy được Phật. Pháp thân của Phật chẳng đến chẳng đi, cũng chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ đi. Này thiện nam tử, ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra, nào là voi ngựa trâu dê, nào là người nam người nữ. Ý ông nghĩ sao? Các sự vật huyễn ấy từ đâu đến rồi lại đi về đâu? Bồ Tát Tát Đà Ba Luân thưa: bạch đại sư, các sự vật huyễn ấy chẳng có thật thì làm sao có chỗ đến, có chỗ đi được? Bồ Tát Đàm Vô Kiệt dạy: này thiện nam tử, người phân biệt các Đức Phật có đến có đi cũng là như vậy. Này thiện nam tử, ví như người nằm mộng thấy có voi, ngựa, có trâu dê, có người nam người nữ. Ý ông nghĩ sao các sự vật thấy trong mộng ấy từ đâu đến rồi lại đi về đâu? Bồ Tát Tát Đà Ba Luân thưa: Bạch Đại Sư, cảnh vật thấy trong mộng là hư vọng thì làm sao có chỗ đến chỗ đi được? Bồ Tát Đàm Vô Kiệt dạy: Này thiện nam tử, người phân biệt các đức Phật có đến có đi cũng là như vậy. Này thiện nam tử, Phật nói các pháp đều là như mộng. Nếu có người nào chẳng biết pháp nghĩa ấy, chấp danh tự sắc thân của Phật là Phật, thì phải biết đó là người ngu phu vô trí. Người phân biệt Phật có đến có đi là người chẳng biết được tướng thật tế của các pháp, nên cũng là người ngu phu vô trí. Những hạng người này phải qua lại mãi trong năm đạo chúng sanh, xa rời bát nhã ba la mật, xa rời các Phật pháp. Này thiện nam tử, Phật thuyết các pháp như huyễn như mộng. Nếu người nào biết như thật thì phải biết đó là người chẳng phân biệt các pháp có đến có đi, có sanh có diệt. Nếu chẳng phân biệt các pháp có đến có đi, có sanh có diệt thì biết được thật tướng các pháp là chỗ mà Phật thường nói đến. Phải biết người này hành bát nhã ba la mật gần vô thượng Bồ Đề, gọi là bậc chân Phật tử, chẳng hư vọng thọ của tín thí. Người này xứng đáng thọ nhận sự cúng dường, xứng đáng là phước điền của thế gian. Này thiện nam tử, ví như trong biển lớn có các châu báu ấy chẳng từ phương Đông đến, chẳng từ phương Tây đến, chẳng từ phương Bắc đến, chẳng từ phương Nam đến, cũng chẳng từ phương trên, phương dưới và bốn phương chéo đến. Chỉ do nhân duyên thiện căn của chúng sanh mà trong biển lớn có các châu báu sanh ra. Các châu báu ấy chẳng phải chẳng có nhân duyên sanh, thật sự các châu báu đều do các nhân duyên hòa hợp mà được sanh ra. Các châu báu ấy khi diệt lại cũng chẳng đi về đâu. Vì sao? Vì khi các nhân duyên hòa hợp thì sanh, khi các nhân duyên ly tán thì diệt vậy. Này thiện nam tử, thần của các đức Phật cũng là như vậy, do bản nghiệp nhân duyên quả báo của chúng sanh mà sanh, nên khi sanh chẳng từ mười phương đến, khi diệt cũng chẳng đi về mười phương. Vì khi các nhân duyên hòa hợp thì sanh, khi các nhân duyên ly tán thì diệt vậy. Này thiện nam tử, ví như cây đàn khổng hầu phát ra tiếng, khi sanh tiếng đàn chẳng từ đâu đến, khi diệt tiếng đàn cũng chẳng đi về đâu. Tiếng đàn do nhiều duyên hòa hợp mà có, ví như cây đàn do nhiều bộ phận giỏi giáp lại mà thành. Lại phải có người dùng tay đánh lên cây đàn mới có được tiếng đàn. Tiếng đàn ấy chẳng từ nơi cây đàn, cũng chẳng từ nơi tay của người đánh đàn mà có, do hội đủ các nhân duyên hòa hợp mà có phát ra tiếng đàn. Khi các nhân duyên ly tán thì tiếng đàn ấy cũng chẳng đi về đâu. Này thiện nam tử, thân Phật cũng là như vậy. Thân Phật do vô lượng nhân duyên công đức sanh, chẳng phải do một nhân duyên một công đức mà sanh, cũng chẳng phải chẳng có nhân duyên mà sanh ra vậy. Hội đủ các nhân duyên hòa hợp thì mới có thân Phật hiện ra, chẳng phải do một nhân duyên riêng mà thành được. Thân Phật chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu. Này thiện nam tử, phải nên biết tướng đến và tướng đi của các đức Phật là như vậy. Này thiện nam tử, biết rõ các đức Phật cùng các pháp chẳng có tướng đến, tướng đi, tướng sanh, tướng diệt là điều vô thượng Bồ Đề, là thường hành bát nhã ba la mật và các lực phương tiện bát nhã ba la mật. Lúc bấy giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhân đem hoa chòi Mạn Đà La trao cho Bồ Tát Tát Đà Ba Luân và nói rằng: Này thiện nam tử, ông hãy lấy hoa này cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Tôi giữ gìn hoa này để ông cúng dường. Vì sao? Vì hôm nay ông đã có đầy đủ các lực duyên để làm lợi ích cho trăm ngàn vạn ức chúng sanh, khiến họ được vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, bậc thiện nhân như Bồ Tát Đàm Vô Kiệt rất khó gặp, vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh mà ngài đã thọ khổ trong vô lượng kiếp. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nhận hoa Mạn Đà La từ tay Đế Thích, dâng lên Bồ Tát Đàm Vô Kiệt và thưa rằng: Bạch Đại Sư, kể từ hôm nay thần còn thuộc về Đại Sư, con xin đem thân này cúng dường Đại Sư. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đắc bạch xong, chắp tay đứng sang một bên. Lúc bấy giờ vị trưởng giả nữ và 500 vị thị nữ nói với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: Kể từ hôm nay thân chúng con thuộc về ngài, nhờ nhân duyên thiện căn mà chúng con được pháp như vậy, chúng con xin nguyện đời đời cúng dường ngài và cùng với ngài đời đời cúng dường chư Phật. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân bảo chúng người nữ rằng: Các người đã chí thành muốn thuộc về tôi sẽ nhận các ngươi. Chúng người nữ thưa: Chúng con đem tâm thành xin được thuộc về ngài, chúng con xin vâng theo sự chỉ dạy của ngài. Ngay sau đó Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cùng với chúng nữ đem các bảo vật trang nghiêm, các lễ vật cúng dường thượng diệu và 500 cỗ xe báu dâng lên Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thưa rằng: Bạch Đại Sư, con xin đem dâng 500 người nữ này để hầu hạ Đại Sư và 500 cỗ xe này tùy Đại Sư sử dụng. Lúc bấy giờ Vị Đề Thích tán thán rằng: lành thay, này thiện nam tử, Bồ Tát Thí giả tất cả sở hữu. Bồ Tát Thí như vậy sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Cúng dường vị Pháp Sư như vậy, ắt sẽ được Bát Nhã Ba La Mật và các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Chư Phật quá khứ khi hành Bồ Tát đạo cũng an trú trong bố thí, mà được nghe Bát Nhã Ba La Mật, được các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt muốn khiến cho Bồ Tát Tát Đà Ba Luân được đầy đủ thiện căn, nên đã thọ 500 cỗ xe, 500 vị thị nữ cùng vị trưởng giả nữ. Thọ nhận xong, bèn đem trao lại cho Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Xong Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thuyết pháp mãi cho đến khi mặt trời lặn mới rời pháp tòa trở vào cung. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ rằng: tôi vì pháp mà đến đây, chẳng nên ngồi nằm. Tôi chỉ nên dùng hai oai nghi, hoặc đi hoặc đứng, chờ Pháp Sư từ trong cung trở lại thuyết pháp. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nhất tâm vào vô lượng A Tăng Kỳ Tác Muội, suốt 7 năm nhất tâm hành Bát Nhã Ba La Mật, hành lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân suốt 7 năm chỉ đi kinh hành, chẳng có nằm ngồi, chẳng ngủ nghỉ, chẳng dám sanh tâm sân não, chẳng dám tham luyến, mà chỉ tưởng niệm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đến bao giờ mới xuất tam muội, mới trở lại thuyết pháp. Qua 7 năm, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ rằng: tôi phải vì Bồ Tát Pháp Sư lo việc trang trí pháp tòa, để Ngài ngồi trên đó thuyết pháp. Tôi phải quét dọn lau rửa mặt đất cho sạch sẽ thanh tịnh. Tôi phải giải các thứ hoa để trang nghiêm nơi mà Bồ Tát Pháp Sư sẽ ngồi để thuyết pháp Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ đều vì Bồ Tát Đàm Vô Kiệt lo việc trang nghiêm pháp tòa. 500 vị thị nữ cởi thượng y của mình trả lên pháp tòa, nghĩ rằng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sẽ ngồi trên pháp tòa này để thuyết Bát Nhã Ba La Mật và các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Trang trí pháp tòa xong, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đi tìm nước để lau rửa mặt đất nhưng chẳng tìm được. Vì sao? Vì ác ma che giấu, chẳng để cho nước hiện ra. Ác ma nghĩ rằng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tìm nước chẳng được, ắt sẽ sanh tạp niệm. Nếu ở nơi vô thượng Bồ Đề mà có sanh một niệm khác, thì tâm cầu đạo sẽ suy yếu, thiện căn sẽ chẳng tăng trưởng, trí huệ sẽ chẳng được chiếu minh, sẽ trở ngại sự thành tựu nhất thiết chủng trí. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ rằng: nếu chẳng tìm được nước, thì tôi phải tự lấy máu nơi thân để tưới đất, khiến cho bụi chẳng bay lên, làm dơ chỗ Đại Sư ngồi. Từ vô thỉ đến nay, tôi đã mất vô lượng thân mà chưa bao giờ được xả thân vì pháp cả. Nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân bèn cầm dao bén, tự đâm vào thân lấy máu dưới xuống mặt đất. Ác ma thấy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ đều giữ vững tâm bất động nên chẳng thể hại được. Lúc bấy giờ, vị Thiên Đế Thích Để Hoàn Nhân nghĩ rằng: thật là chưa từng có, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân mến pháp đến độ cầm dao tự đâm mình để lấy máu dưới xuống mặt đất. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân và chúng người nữ giữ tâm kiên cố bất động như vậy, nên mà bà Tuần chẳng sao phá hoại được thiện căn của họ. Tất cả đều giữ tâm kiên cố, phát đại trang nghiêm, chẳng tiếc thân mạng, thâm tâm cầu vô thượng Bồ Đề để độ hết thảy chúng sanh, thoát khỏi vô lượng khổ sanh tử. Vị Đế Thích nghĩ như vậy rồi tán thán Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: lành thay, này thiện nam tử, ông có sức tinh tấn rất kiên cố, chẳng thể lay chuyển, chẳng thể nghĩ bàn được. Tâm ái pháp và cầu pháp của ông thật là vô thượng. Này thiện nam tử, các đức Phật trong quá khứ cũng làm như vậy, cũng do thâm ái pháp, tôn trọng pháp, chứa nhóm các công đức mà được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân lại nghĩ rằng: tôi đã vì Bồ Tát Đàm Vô Kiệt trang trí pháp tòa, quét dọn và lau rửa mặt đất rồi. Này tôi phải tìm các hoa quý để trang nghiêm pháp tòa. Lại nữa, khi Bồ Tát Pháp Sư ngồi lên pháp tòa thuyết pháp, còn phải giải hoa cúng dường, tôi phải tìm hoa ở đâu đây? Vị Đế Thích biết tâm niệm của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, liền đem 3.000 đóa hoa trời Mạn Đà La trao cho Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nhận hoa, lòng vui mừng phấn khởi, liền đem phân nửa số hoa giải xuống đất. Ngài giữ lại phân nửa số hoa, chờ lúc Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đắc đàn thuyết pháp sẽ giải để cúng dường. Sau 7 năm nhập tam muội, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt từ trong tam muội ra, lên pháp tòa thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Hàng thính chúng gồm vô lượng trăm ngàn vạn ức trời và người đoanh vây pháp tòa. Bồ Tát Tát Đà Bà Luận thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt rất vui mừng, tựa như vị tỳ kheo và đệ tam thiền vậy. Luận: Bồ Tát Tát Đà Bà Luận tuy đã biết các pháp là không, là chẳng có đến, chẳng có đi, nhưng vì Ngài chưa thật sự thâm nhập vào pháp không, nên ở nơi các đức Phật còn sanh tâm cung kính, chẳng chịu quán các đức Phật cũng là không. Ví như sóng ở ngoài biển khơi, tuy có sức mạnh đến tận chân núi Tu Di mà vẫn phải thối lui, chẳng thể làm núi lay chuyển được. Cũng như vậy, Bồ Tát Tát Đà Bà Luân tuy có trí lực đại không, đến được gần bên Phật mà vẫn chưa dùng được trí lực đó vậy. Này Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, vì Bồ Tát Tát Đà Bà Luân nói rằng các đức Phật chẳng từ đâu đến, lại cũng chẳng đi về đâu. Nơi đây Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nói lên nhân duyên các pháp như là tướng bất động, pháp như tức là Phật. Hỏi: những gì gọi là pháp như? Đáp: hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là không, là vô sở hữu, nên đều là như, chẳng có pháp nào mà chẳng phải như. Hỏi: trong pháp Đại Thừa có 6 ba la mật, ở nơi pháp đệ nhất đó nếu chẳng có Phật thì chẳng có ai nói được bát nhã ba la mật, chẳng ai có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Chẳng có ai được bình đẳng ở nơi sắc pháp và vô sắc pháp, phải bình đẳng tinh diệu hòa hợp với 5 ấm mới được gọi là Phật. Ví như 5 ngón tay hòa hợp gọi là nắm tay, chẳng thể nói là chẳng còn nắm tay được, danh tự khác, hình thức cũng khác, lực dụng cũng khác, nên chẳng thể gọi là chẳng còn nắm tay được vậy. Hỏi: nếu nói có nắm tay thì vì sao lại nói chẳng có Phật? Đáp: chẳng thể nói như vậy được. Trong Phật pháp có 2 đế là thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Y theo thế tục đế nên nói Phật thuyết bát nhã ba la mật. Y theo đệ nhất nghĩa đế nên nói các đức Phật là tánh không, là chẳng có đến và chẳng có đi. Ví như nói có 5 ấm thanh tịnh hòa hợp mới gọi là Phật. Hòa hợp như vậy tuy là có mà cũng tức là không. Trong kinh Phật dạy nhân duyên 5 ấm hòa hợp chẳng phải là Phật, mà ly 5 ấm cũng chẳng phải là Phật. Phật chẳng phải ở trong 5 ấm, 5 ấm cũng chẳng phải ở trong Phật. Phật chẳng phải do 5 ấm nên có, mà ly 5 ấm cũng chẳng có Phật. Vì sao? Vì 5 ấm là 5 mà Phật là 1. Như vậy 1 chẳng phải là 5 và 5 chẳng phải là 1. Lại nữa, 5 ấm là tự tánh không nên là hư dối chẳng thật có. Phật nói hết thảy pháp là không, là hư dối. Trong hết thảy pháp thì pháp của ta là pháp tối đệ nhất, nên 5 ấm không tức là Phật. Hỏi: nếu nói 5 ấm tức là Phật thì tất cả những ai có thân 5 ấm đều là Phật chăng? Đáp: Phật dạy, trước đây ta đã trả lời về vấn đề này rồi. Có 5 ấm thanh tịnh hòa hợp, có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới gọi là Phật. Hỏi: Chuyển Luân Thánh Vương có đầy đủ 32 tướng tốt, vì sao chẳng được gọi là Phật? Đáp: Chuyển Luân Thánh Vương có đầy đủ 32 tướng tốt trang nghiêm thân, nhưng chưa có được nhất thiết trùng trí nên chẳng được gọi là Phật. Hỏi: vào trong bát nhã ba la mật thì nhất thiết trùng trí là tướng tịch diệt, là chẳng có hí luận, được pháp ấy là vô sở đắc, chẳng có chỗ đắc, vô sở đắc mới gọi là Phật. Phật dạy Phật tức là không. Như vậy, vì sao Phật nói lên nhân duyên 5 ấm chẳng phải là Phật, mà ly 5 ấm cũng chẳng phải là Phật? Đáp: nếu ly 5 ấm thì chẳng còn có pháp gì để nói nữa. Cũng như ly 5 ngón tay thì chẳng có nắm tay, chẳng còn gì để nói nữa. Hỏi: vì sao nói chẳng có pháp nắm tay? Đáp: vì hình thức cũng có khác, mà lực dụng cũng có khác. Nhân có 5 ngón tay hòa hợp mà có pháp gọi là nắm tay, ly 5 ngón tay thì chẳng còn có pháp nắm tay nữa. Lại nữa, nắm tay là vô thường, là sanh diệt, nên là bất khả đắc, là không vậy. Hỏi: nếu pháp nắm tay là quyết định có, thì ly 5 ngón tay còn có thể có nắm tay chăng? Đáp: như trên đây đã nói, nhân 5 ngón tay mới có nắm tay, ly 5 ngón tay thì chẳng có nắm tay. Cũng như vậy, ly 5 ấm thì chẳng có Phật. Phật chẳng ở trong 5 ấm, 5 ấm chẳng ở trong Phật. Ly 5 ấm thì chẳng có Phật, ly Phật thì cũng chẳng có 5 ấm. Ví như vị tỳ kheo có 3 y và bát mới được gọi là tỳ kheo. Phật cùng 5 ấm chẳng phải riêng khác, bởi vậy chẳng nên nói Phật có 5 ấm thanh tịnh, để rồi y nơi 5 ấm thanh tịnh đó mà cầu Phật. Y nơi 5 ấm thanh tịnh mà cầu Phật thì chẳng thể được vậy. Nên biết Phật là tánh không, mà đã là không thì chẳng có đến, chẳng có đi vậy. Hỏi: nếu nói chẳng có Phật thì đó là tà kiến. Như vậy vì sao Bồ Tát lại phát tâm cầu làm Phật? Đáp: nói chẳng có Phật là nhằm phá chấp tướng Phật. Đây chẳng phải là nói nên chấp tướng không Phật, Phật còn chẳng chấp hướng nữa là chấp không Phật. Lại nữa, Phật là tướng thường tịch diệt, chẳng có tướng hí luận. Nếu còn phân biệt còn hí luận thì dù ở trong tịch diệt cũng vẫn đoạn về tà kiến. Phải ly cả hai chấp hữu vô, phải hành trung đạo mới vào được thật tướng Pháp. Mà vào được nơi thật tướng Pháp tức là Phật vận. Lại nữa, hết thảy các sắc Pháp đều là tướng như, mà Pháp như tức là Phật. Phật là tánh như, là tánh không, nên là chẳng đến, chẳng đi, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, là thường tịch diệt, là như Pháp tánh thật tế. Hư không cũng là tánh như, là tánh không, nên là chẳng đến, chẳng đi, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, là thường tịch diệt, là như Pháp tánh thật tế vậy. Các Pháp như cùng các đức Phật như là nhất như, chẳng phân biệt, là thường một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, vượt ra ngoài các Pháp số. Pháp như là Pháp bình đẳng, là Pháp thật tướng. Ở nơi đây chẳng có ước tưởng phân biệt chấp tướng, nên vượt ra ngoài các Pháp số. Ở đây nói như suy các Pháp đều là không, là chẳng thật có, là vô sở hữu vậy. Hỏi, nếu các Pháp là vô sở hữu thì làm sao có thấy, có nghe, có vui, có khổ, có chuyển phược, có giải thoát, có phân biệt sai khác nhau? Đáp, nơi đây Bồ Tát nói lên các nhân duyên phàm phu do chấp tướng mà khởi sanh phân biệt, các Pháp có tướng sai khác nhau. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nêu lên thí dụ về người bộ hành đi trên khoảng đường trống vào những ngày hè nắng gắt, thấy ở đằng xa các sóng nắng in bóng những vùng nước mát mẻ. Người vô trí chẳng biết đó chỉ là sóng nắng mà lại chấp đó là nước, đuổi theo sóng nắng để mong được gặp nước, rồi đến khi đến nơi chẳng còn thấy gì lại sanh tâm buồn khổ. Nước đó chẳng thật có, chỉ lầm mắt người, mà phạm phu khởi chấp đắm, khiến sanh vui sướng hay buồn khổ. Cũng như vậy, các Pháp tuy là không, là vô sở hữu, mà vẫn thường khiến người khởi tâm vui buồn thương ghét, chỉ là như mộng như huyễn, chỉ do tâm chấp mà có ra các sự việc như vậy mà thôi. Lại nữa, cũng nên biết Phật có hai thân, sắc thân và pháp thân. Pháp thân là chân thật, còn sanh thân là y theo thế đế mà có. Pháp thân Phật là thật tướng Pháp. Các Pháp ở nơi thật tướng là chẳng có đến, chẳng có đi. Pháp thân Phật cũng chẳng có đến, chẳng có đi. Bởi vậy nên nói, các đức Phật chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu. Người chân Phật tử là người gần được thật tướng Pháp. Phật là người đã được thật tướng Pháp. Nếu còn có sai khác thì chỉ được các quả Thanh Văn, Bích Chi Phật và Đại Bồ Tát. Thế nhưng các vị ấy đều được gọi là chân Phật tử, đều xứng đáng thọ nhận của tín thí. Ví như người bố thí cho súc sanh, tuy được nhiều phước báo, nhưng phước báo ấy cũng có hạn lượng, chẳng thể độ chúng sanh ra khỏi sanh tử được, nên phước báo ấy còn là hư dối. Trái lại, chư Thánh Hiền và chư Phật có phước báo thọ sự cúng dường của tín thí, phước báo là vô hạn lượng dẫn đến niết bàn, nên là chẳng hư dối thọ sự cúng dường của hàng tín thí. Vì sao? Vì hướng về niết bàn mà chư vị tu đạo hoàn dẫn đến A La Hán, chư vị Bích Chi Phật thọ sự cúng dường của hàng phàm phu, chư Đại Bồ Tát gần thành Phật nên thọ sự cúng dường của hàng phàm phu, hàng Thanh Văn, hàng Bích Chi Phật và hàng Bồ Tát. Vì sao? Vì là phước điển của thế gian, người gieo trồng phước đức nơi phước điển tốt sẽ gặt hái được quả báo tốt, như quả báo trì giới, quả báo thiền định, quả báo trí huệ, vân vân. Muốn được quả báo vô lượng phải gieo trồng phước đức nơi các đức Phật, là phước điển chẳng có đến chẳng có đi. Vì Bồ Tát Tát Đà Ba Luân và các người nghe Pháp nghĩ rằng các đức Phật đều là không thì các Pháp cũng đều diệt, nghĩ như vậy là sẽ đoạn về đoạn diệt, nên Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nói các nhân duyên thí dụ để khai thị. Các Pháp do nhân duyên hòa hợp mà có hiện ra các tướng. Để chứng minh sự việc ấy, Bồ Tát Pháp Sư nêu thí dụ như ở trong biển lớn có các châu báu sanh ra, các châu báu ấy chẳng từ 10 phương đến, lại cũng chẳng đi về 10 phương. Các châu báu ấy chẳng phải chẳng có nhân duyên sanh. Đây là do các nhân duyên phước đức của chúng sanh trong 4 châu thiên hạ mà có sanh ra. Khi các nhân duyên phước đức diệt thì châu báu tự nhiên mất giá trị mà chẳng đi về đâu cả. Ví như khi đèn tắt ánh sáng chẳng đi về đâu, thân Phật cũng là như vậy. Phật từ khi sơ phát tâm đã gieo trồng vô lượng thiện căn công đức, theo các nhân duyên đó mà có thân Phật hiện ra với đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thân Phật chẳng tự tại, do bản nghiệp nhân duyên của chúng sanh mà sanh. Bởi nhân duyên chúng sanh ở đâu trong tánh hữu vi, phải bị vô thường tán hoạ nên chẳng thấy thân Phật. Như vậy thân Phật khi sanh chẳng phải từ 10 đến, từ 10 phương đến, khi diệt cũng chẳng đi về 10 phương. Ví như người thiện xạ bắn mũi tên lên hư không, dù bắn tên lên rất xa nhưng quyết định mũi tên rồi cũng phải rớt xuống đất. Thân phận cũng là như vậy. Phật thành tựu thần có đầy đủ tướng tốt, có vô lượng quang minh để độ vô lượng chúng sanh. Nếu chẳng có chúng sanh thì Phật sẽ diệt độ. Hỏi, do nhân duyên phước báu của chúng sanh mà ở trong biển lớn có hiện ra các thứ chân bảo. Như vậy vì sao các chân bảo lại ở dưới đáy biển, là chỗ mà chúng sanh khó đến được? Đáp, ở trong biển lớn có các chúng sanh như rồng, như Atula, có thể lấy các chân bảo ấy. Ở trong đại ác nam trưởng cũng có các chân bảo, nhưng vì chúng sanh ở nơi đó bị tâm tham ngăn che khiến chẳng tìm được. Nếu gặp đời lành thì các chân bảo tự nhiên sanh trong nhân gian, vì lúc bấy giờ chẳng có người tham vậy. Ví như vào thời Đức Phật Di Lặc thì các chân bảo hiện ra đầy khắp tựa như gạch ngói. Vì ở đời ác nam trưởng chúng sanh tham lam mà chẳng tiếc thân mạng, giải đãi biếng nhác mà lại cầu được vui, nên các chân bảo hiện ra ở dưới biển sâu khiến ít có ai tìm được. Nếu có người gan dạ chẳng tiếc thân mạng xuống tận đáy biển sâu thì ắt sẽ tìm được các chân bảo vậy. Ở trong khắp mười phương có vô lượng các đức Phật, nhưng chúng sanh giải đãi biếng nhác nên chẳng thấy Phật được. Dù có Phật xuất thế, nhưng nếu chúng sanh còn giải đãi biếng nhác san tham thì cũng chẳng sao thấy được Phật. Vì sao? Vì các pháp đều theo nhân duyên hòa hợp sanh. Chúng sanh phải hội đủ hai nhân duyên sau đây mới dễ được độ. Đó là ở bên trong có được chánh kiến, ở bên ngoài gặp được thiện duyên, như gặp trừ thiện trí thức rất diệu, trừ vị Pháp Sư thuyết Pháp cho nghe. Dù có chư Phật, chư Đại Bồ Tát thuyết Pháp, mà ở bên trong chẳng có được đầy đủ chánh kiến thì cũng chẳng có thể được độ. Ví như các chân bảo sẵn có ở dưới đáy biển mà người giải đáy biếng nhác chẳng sao được, khiến vẫn phải chịu cảnh nghèo túng vậy. Ví như cây đàn khôn hầu có đầy đủ các bộ phận, mà chẳng có người đánh đàn thì chẳng sao phát ra tiếng đàn được. Phải có đầy đủ các duyên hòa hợp mới có tiếng đàn nghe được. Cũng như vậy, người tu đầy đủ 6 pháp ba la mật, đầy đủ các lực phương tiện, đầy đủ các Phật pháp, đầy đủ các nhân duyên hòa hợp mới thành Phật, mới có Phật thân. Nhưng thân Phật chẳng phải tại trong 6 pháp ba la mật, mà cũng chẳng ly 6 pháp ba la mật. Ví như tiếng đàn không cầm, chẳng có nhân duyên mà được sanh, chẳng phải do ít nhân duyên mà được sanh. Tiếng đàn phải có đầy đủ nhân duyên hòa hợp mới sanh ra được. Cũng như vậy, thân Phật chẳng có nhân duyên mà sanh, chẳng phải do ít nhân duyên mà được sanh. Thân Phật phải có đầy đủ các nhân duyên hòa hợp mới sanh vậy. Ví như có gương, có người soi gương, có ánh sáng đầy đủ, có mặt gương lau chùi sạch sẽ thì mới có bóng người ở trong gương. Nếu các duyên ly tán thì chẳng còn có bóng người ở trong gương nữa. Cũng như vậy, nếu có đầy đủ nhân duyên hòa hợp thì Phật liền hiện, nếu các nhân duyên ly tán thì Phật liền diệt vậy. Bồ Tát Đà Vô Kiệt bảo Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: Này thiện nam tử, phải nên như vậy mà quán thân Phật là chẳng có các tướng đến tướng đi, hết thảy các pháp cũng đều là như vậy, đều chẳng có đến, chẳng có đi. Người nào biết các pháp tướng chẳng có tướng đến, chẳng có tướng đi, ắt sẽ được bát nhã ba la mật, được các lực phương tiện bát nhã ba la mật, dẫn đến sẽ được vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì người ấy đều vô ngại ở nơi hết thảy các pháp vậy. Hỏi, vì sao vị Đế Thích lại đem hoa trời mạn đà ra dâng cho Bồ Tát Tát Đà Ba Luân? Đáp, vị Đế Thích ái lạc Phật đạo, thường cung kính các Bồ Tát, lại cũng muốn nhiếp chúng sanh khiến họ vào được Phật đạo, nên mới hiện thân đem hoa trời mạn đà la dâng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Vì thấy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm cầu Phật đạo nên chư tiên đến cúng dường Bồ Tát, khiến chúng sanh thấy được mà phát tín tâm. Vị Đế Thích Thích Đề Hoàn Nhân dẫn đạo chư thiên đem hoa trời đến cúng dường. Vị Đế Thích này nói với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: Thật là chưa từng thấy Ngài đã làm lợi ích cho trăm ngàn vạn ức chúng sanh. Này tôi đem hoa trời mạn đà la dâng Ngài để Ngài cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân trước nghe danh Bồ Tát Pháp Sư, sau thấy Bồ Tát Pháp Sư ngồi trên pháp tòa thuyết pháp nên đã đoạn nghi, nên Ngài quyết đem thần Ngài cúng dường Bồ Tát Pháp Sư. Vì trưởng giả nữ và 500 vị thị nữ noi theo gương Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cũng đem thân cúng dường Ngài. Hỏi, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đem thân cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là vì Bồ Tát này là đệ nhất phước điền. Như vậy vì sao trưởng giả nữ và 500 vị thị nữ chẳng đem thân cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt mà lại đem thân cúng dường Bồ Tát Tát Đà Ba Luân? Đáp, các người nữ trí hẹp hòi mà lại nhiều chấp trước để chẳng muốn bỏ bổn sư của mình để đi cúng dường một vị khác. Lại nữa, trong tâm tuy đã thanh tịnh nhưng bên ngoài vẫn còn e ngại. Hỏi vị trưởng giả nữ ngay khi từ giã cha mẹ đi theo Bồ Tát Tát Đà Ba Luân là đã thuộc về Bồ Tát này rồi. Này vì sao còn đem thân cúng dường làm gì nữa? Đáp, lúc ban đầu từ giã cha mẹ theo Bồ Tát Tát Đà Ba Luân mới là vì pháp cúng dường, chưa phải là thân cúng dường. Nay thấy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân hỏi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt về pháp nghĩa thậm thâm, nên họ phát tâm hoan hỉ, tự đem thân cúng dường Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Lại nữa, hết thảy người nữ nếu thân chẳng thuộc về người nào thì sợ bị người chê cười. Người nữ khi còn nhỏ thuộc cha mẹ, lớn lên thuộc chồng, già lại theo con. Vì trưởng giả nữ cùng đi chung với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nhưng chưa thuộc về Bồ Tát. Bởi vậy nên nàng mới đem thân cúng dường vị bổn sư và phát nguyện rằng: như thầy đã được, tôi cũng sẽ được như thầy. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân muốn đem vị trưởng giả nữ và 500 vị thị nữ cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, nhưng lại sợ các vị ấy hiểm giận nên nói: các người đã chí thành muốn thuộc về tôi sẽ nhận các ngươi. Các người nữ đều nói: chúng tôi đã thật chí thành. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đem các người nữ cùng 500 cỗ xe và các đồ lễ vật cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Vì sao? Vì Bồ Tát Tát Đà Ba Luân muốn tránh sự cơ hiểm của người đời nên đã cúng dường như vậy, chứng tỏ mình chẳng còn chấp đắm. Lại nữa, vì ngài do nghe được tiếng dạy bảo trên hư không mà được giải thoát nên phát tâm cúng dường hết thảy nội của ngoại sở hữu của mình, mong được thâm nhập vào bố thí Ba La Mật. Vị Đế Thích biết rõ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân dù chưa sạch tham ái mà muốn xả sạch các nội ngoại sở hữu để hành bố thí, nên đã tán thán rằng: lành thay, bố thí như vậy thật là việc rất khó làm, ắt sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Các đức Phật trong quá khứ khi hành Bồ Tát đạo cũng đã chú trong bố thí Ba La Mật mà được nghe Bát Nhã Ba La Mật, được các đựng phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, được vô thượng Bồ Đề. Hỏi, vì sao muốn cho Bồ Tát Tát Đà Ba Luân được thiện căn đầy đủ, được bố thí Ba La Mật đầy đủ, mà Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thọ sự cúng dường của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân? Vì sao sau khi thọ nhận xong, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt lại trả hết thảy các người nữ về cho Bồ Tát Tát Đà Ba Luân? Đáp, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là bậc đại trí, có đầy đủ các phương tiện khiến Bồ Tát Tát Đà Ba Luân có được phước đức lớn mà chẳng mất gì cả. Trước hết, khi Bồ Tát Tát Đà Ba Luân thành kính đem thân cúng dường, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đã thọ nhận, để Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đạo sạch các tham chấp. Vì cúng dường mà chẳng mong được đền đáp lại là đã đầy đủ phước đức rồi vậy. Lại nữa, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt tư duy rằng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân từ phương xa đến mà chẳng tham đắm nam dục, chẳng đắm nhiễm người xưa. Bởi vậy nên sau khi thọ nhận sự cúng dường chúng người nữ xong, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt liền đem chúng người nữ trao lại cho Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt biết rằng chúng người nữ này trước đây đã đem thân cúng dường Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, là người chẳng còn tham đắm tài vật, chẳng còn tham đắm nam dục, chỉ nhất tâm cầu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt biết rõ chúng người nữ này trải qua nhiều đời đã là đệ tử của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nên đã đem họ trao lại cho vị bổn sư của họ. Hỏi, các đại Bồ Tát thuyết pháp chẳng có mệt mỏi, vì sao Bồ Tát Đàm Vô Kiệt lại phải vào nghỉ trong cung? Đáp, chúng sanh ở trong thành chúng hương, mặc dù có quả báo phước đức lớn, nhưng họ cũng chẳng có thường tinh tấn nghe pháp để cầu đạo, mà lại thường nhàm chán nghe pháp, thường tham đắm năm dục. Chư thiên khi cúng dường cũng mong được thọ năm dục, bỏ phế việc cầu đạo. Bởi vậy nên Bồ Tát Đàm Vô Kiệt y theo thế pháp mà thị hiện ngủ nghỉ vậy. Chỉ có hàng Bồ Tát trú trong thành chúng hương là thường tinh tấn cầu đạo, chẳng thọ dục lạc. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt biết rõ chúng sanh trong thành chúng hương đã mệt mỏi nên sau thời pháp Bồ Tát đã lui vào cung nghỉ vậy. Hỏi, vì sao suốt thời gian chờ đợi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt trở lại thuyết pháp mà Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chẳng dám nằm ngồi? Đáp, vì cung kính pháp, tinh tấn cầu pháp, nên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ rằng nếu nằm hay ngồi thì ta sẽ sanh tâm giải đãi. Khi ban đầu cầu pháp, ta chẳng còn phải tiếc thân mạng, huống nữa sợ mệt mỏi. Ta đến đây để cầu pháp, chẳng nên nằm ngồi giải đãi. Người tinh tấn cầu pháp thường chẳng nằm ngồi, vì đi đứng chẳng nằm ngồi mới làm tăng trưởng lực tinh tấn. Bởi vậy nên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân thường trú trong hai oai nghi đi và đứng, chờ đợi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt trở ra thuyết pháp. Hỏi, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân có biết Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nhập định 7 năm mới xuất định chăng? Đáp, Lúc ban đầu chưa biết, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt vẫn thường nhập định trong thời gian 7 năm về sau mới biết. Thế nhưng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân hầu thầy mà thấy thầy chưa ra nên chọn chẳng dám nằm ngồi. Đối với bậc đại nhân thì ở nơi pháp thế gian còn chẳng tự làm trái, cũng nữa là vì đạo pháp. Lại nữa, khi ban đầu cầu pháp còn chẳng thích thân mạng, nên này vì pháp chờ đợi trong 7 năm, Bồ Tát chẳng thấy đó là việc khó làm. Hỏi, thân người yếu đuối làm sao có thể chịu đựng nổi 7 năm chẳng có nằm ngồi? Đáp, những người có thọ mạng lâu dài sang 7 năm như 7 ngày. Lại nữa, người có phước đức lớn có thể đi đứng suốt 7 năm mà chẳng thấy mệt. Ví như vị tỷ kheo hiệp tỷ, năm 60 tuổi mới xuất ra mà tự thệ rằng lưng tôi chẳng nằm xuống chiếu, miễn sao cho tôi được 6 thần thông, được chứng quả A-la-hán. Ở đời ác còn được như vậy, huống nữa là Bồ Tát Tát Đà Ba Luân sanh vào đời lành, hảo thế. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tuy thần lực yếu kém nhưng tâm lực rất rõ mãnh nên mới làm được việc khó làm như vậy. Lại nữa, do Ngài nhất tâm cầu đạo nên được 10 phương chư Phật hộ niệm. Ngoài ra, chư vị Bồ Tát cầu Phật đạo thường được chư thiên ở bên cạnh giữ gìn và giúp thêm khí lực, nên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân mới làm được việc khó làm như vậy. Hỏi, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt vào những tam muội gì mà đến 7 năm? Đáp, trước đây đã nói ở đời lành hảo thế thì thời gian 7 năm chỉ bằng 7 ngày. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sống ở trong cung với các thể nữ, có đầy đủ 5 dục vi diệu, chẳng khác gì ở cõi trời. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chỉ là Bồ Tát Tân Phát Ý, tâm chưa được nhu nhuyến. Nếu thấy như vậy có thể khởi tâm nghi rằng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt tuy nói bát nhã ba la mật mà tâm chưa ly dục, chưa xả sạch các dục nhiễm. Bởi vậy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt mới nhập vào vô lượng tam muội, nhằm phá tâm nghi của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, khiến phải sanh tâm quý trọng thầy vậy. Khi Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã thấy vị thầy của mình và vô lượng tam muội suốt 7 năm thì biết rõ thầy mình tâm và miệng tương ưng, lời nói và việc làm hòa hợp. Biết rõ như vậy nên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm tín thọ lời thầy dạy và trở nên dễ được độ hơn. Ví như mụn nhọt khi chưa chín thì chưa có thể phá được, phải đắp thuốc lên, chờ một thời gian cho mụn nhọt ấy chín mùi rồi mới có thể phá được vậy. Lại nữa, vì muốn cho người thọ pháp thật sự được hưởng hiệu lạc, nên Bồ Tát Đàm Vô Kiệt mới vào tam muội suốt thời gian 7 năm. Sau khi xuất tam muội mới thuyết pháp, nên biết có hai đối thuyết pháp, khẩu thuyết và thân thuyết. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt vào tam muội suốt 7 năm là hiển thị thân thuyết pháp, khiến cho chúng sanh được nhiếp tâm. Nhờ vậy họ mới dễ vào được thật trí huệ. Đây cũng có nghĩa là hành được phương tiện bát nhã ba la mật. Trong suốt 7 năm chờ đợi, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chẳng có ác giác quán. Tuy chưa phá được các phiền não nhưng Ngài thường tu tập các thiện pháp nên chế ngự được các phiền não chẳng cho sanh khỏi. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân ngày đêm chỉ có một niệm duy nhất, chờ ngày Bồ Tát Đàm Vô Kiệt xuất tam muội và vì mình thuyết pháp. Khi đã gần 7 năm, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân lại nghĩ rằng tôi phải vì Bồ Tát Đàm Vô Kiệt trải pháp tọa và quét dọn trang trí pháp tọa cho thật trang nghiêm. Hỏi, vì sao Bồ Tát Tát Đà Ba Luân biết được Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sắp ra thuyết pháp? Đáp, vì Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nhập định có thời hạn là 7 năm. Ví như Phật Thích Ca Mâu Ni khi muốn nhập thiền định trong thời gian 1, 2, 3 tháng hay lâu hơn thì Phật đều có bảo Ngài A Nan để Ngài thông báo cho cả bốn chúng biết. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tham ái pháp, cung kính tôn trọng vị pháp sư nên muốn trang nghiêm pháp tòa để pháp sư ra ngồi thuyết pháp. Như vậy là sau khi đã trang nghiêm tâm để chờ nghe pháp, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân lại muốn trang nghiêm pháp tòa để tỏ sự cung kính tôn trọng vị pháp sư. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cùng với chúng người nữ quét dọn lau rửa mặt đất cho sạch sẽ thanh tịnh. Các người nữ còn cởi thượng y của mình trải lên pháp tòa. Trang trí pháp tòa xong, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đi tìm nước rửa mặt đất, nhưng mà che giấu nước chẳng để cho nước xuất hiện. Vì sao? Vì mặc dù ác ma biết tâm Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã quyết định chẳng thể lay truyền được, nhưng vẫn tìm cách làm ngưng trệ công việc của Ngài. Ác ma nghĩ rằng nếu Bồ Tát chẳng tìm được nước, ác sẽ sanh tạp niệm, mà đã có sanh tạp niệm thì tâm cầu đạo sẽ suy yếu, thiện căn sẽ chẳng tăng trưởng, trí huệ sẽ chẳng được sáng suốt, sẽ trở ngại cho sự thành tựu nhất thiết chủng trí. Ví như mặt trời bị mây che chẳng chiếu sáng được. Chẳng tìm được nước, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân liền cầm dao tự đâm vào thân để lấy máu rửa đất. Hỏi, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã tùy nguyện thành tựu được nhiều phước đức, Như vậy vì sao ác ma lại còn có thể che chẳng cho ngài thấy nước? Đáp, vì Bồ Tát Tát Đà Bao Lần là Tần Phát Ý nên nguyện lực còn yếu, do vậy mà ác ma có thể phá quấy được. Bồ Tát Tát Đà Bao Lần nghĩ rằng từ đời vô thỉ đến nay đã mất vô lượng thân, nhưng chưa bao giờ được mất thân vì đạo pháp, nên ngài mới hành động như trên đây. Hỏi, vì ái pháp mà tự đâm vào thân để lấy máu rửa đất, nếu rủi chết thì làm sao nghe được pháp? Đáp, trừ thiền trừ thiện thần, cũng như trừ Đại Bồ Tát thường giữ gìn chẳng để cho Bồ Tát phải bị thiệt thân mạng. Khi biết chẳng thể phá hoại tâm Bồ Tát được, ác ma liền tháo lui và nước lại hiện ra. Bồ Tát Tát Đà Bao Luân tuy chỉ là Bồ Tát Sơ Phát Ý nhưng đã nhất tâm vì chúng sanh, vì bát nhã ba la mật nên chẳng tiếc thân mạng. Do tín tâm vững mạnh muốn được vô thượng Bồ Đề nên chẳng còn sợ khổ. Lại do thương xót chúng sanh nên thường vì chúng sanh thọ khổ mà chẳng cho là việc khó làm. Ví như bà mẹ thương con thường vì con chịu khổ mà chẳng cho là khó. Bồ Tát Tát Đà Bao Luân đã biết rõ ở nơi thật tướng thì các pháp đều là rốt ráo không, biết rõ thân này chỉ là giả dối, do các nhân duyên hòa hợp mà thành nên chẳng ngần ngại phá thân, vì vô thượng Bồ Đề khiến ác ma chẳng tìm được chỗ tiện để phá hoại. Ví như thân thể có mụn nhọt thì các độc trùng mới có thể xâm nhập vào được. Cũng như vậy, Bồ Tát có tham dục, có yêu sầu thì các ác ma mới tìm được chỗ tiện để phá hoại tâm Bồ Tát. Này Bồ Tát Tát Đà Bao Luân đã quyết lấy máu rửa đất thì ác ma chẳng còn chỗ tiện để gây tác hại vậy. Vị Đế Thích tán thán Bồ Tát Tát Đà Bao Luân rằng: lành thay, tầm ái pháp và cầu pháp của ông thật là chưa từng thấy. Các đức Phật trong quá khứ cũng làm như ông hôm nay, cũng do thầm ái pháp, tôn trọng pháp, chứa nhóm các công đức mà được vô thượng Bồ Đề. Vì sao vị Đế Thích tán thán như vậy? Vì vị Đế Thích thấy việc làm của Bồ Tát Tát Đà Bao Luân rất là hy hữu. Dù Bồ Tát chưa được vô sanh pháp nhẫn, chưa đoạn sạch các phiền não, mà đã vì pháp cúng dường chẳng tiếc thất mạng. Còn là Bồ Tát Sơ Phát Ý mà đã làm được như vậy thật là đáng tôn kính. Bồ Tát Tát Đà Bao Luân nghe lời tán thán của vị Đế Thích như lửa thêm dầu, càng thêm phấn khởi, tự nghĩ rằng bây giờ tôi còn phải tìm hoa đẹp để trang nghiêm pháp tòa, tôi phải tìm các thứ hoa đó ở đâu đây? Hỏi, nếu chẳng tìm được nước để rửa đất thì sao chẳng đi đến chỗ xa hơn để tìm nước mà phải tự lấy máu mình thay nước? Đáp, vị Bồ Tát Tát Đà Bao Luân mới đến nên chẳng biết chỗ tìm nước. Lại nữa, vì biết có ác ma che mắt mình nên nghĩ tôi có thể lấy máu của tôi thay nước được. Nghĩ như vậy nên ngài tự đâm vào thân lấy máu để rửa đất. Hỏi, Bồ Tát Tát Đà Bao Luân chẳng có cách gì để tìm hoa hay sao mà phải bâng khuâng như vậy? Đáp, nước có thể lấy nước ở thân bốn đại thay thế, nhưng hoa thì làm sao có được? Lại nữa, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sắp ra thuyết pháp, thời gian cấp bách chẳng có thể đi tìm hoa, nên Bồ Tát Tát Đà Bao Luân mới phải bâng khuâng sanh niệm nghĩ về việc đi tìm hoa như trên đây. Vì Đế Thích biết được tâm niệm của Bồ Tát Tát Đà Bao Luân nên liền đem 3.000 bó hoa trời mạn đà la đủ để Bồ Tát cúng dường. Sở dĩ vị Đế Thích chẳng có dùng hoa đất mà dùng hoa trời, vì muốn Bồ Tát Tát Đà Bao Luân phát tâm hy hữu. Bồ Tát Tát Đà Bao Luân thọ nhận hoa xong, chia ra làm hai phần, một phần rải xuống mặt đất và để dành một phần còn lại cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt khi ngài ra thuyết pháp. Ở cõi nước này có phong tục rải hoa xuống mặt đất để mời các vị thượng khách đi lên biểu hiện sự cúng dường. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt từ trong tam muội ra đi thẳng đến pháp tòa thuyết kinh bát nhã ba la mật. Hàng thính chúng gồm vô lượng trăm ngàn vạn ức trời vào người đay vênh pháp tòa. Hỏi, khi các vị đại Bồ Tát nhập vào các tam muội vi diệu như vậy, có ai có thể làm cho các vị ấy xuất ra khỏi tam muội chăng? Đáp, khi vào tam muội, các vị ấy đã tự thể ở trong tam muội một thời gian hạn định. Suốt thời gian nhập định, tầm Bồ Tát theo các tam muội mà khởi đại bi, sanh các giác quán. Trong kinh có ghi một chuyện như sau. Có một vị tỷ kheo vào diệt thọ tưởng định, tự kỳ hạn khi nghe tiếng chùy mới xuất định. Trong lúc vị tỷ kheo này đang nhập định thì tăng phòng bị lửa thiêu cháy. Các vị tỷ kheo khác hoảng hốt tháo chạy, quên mất việc đánh chùy. Thời gian 12 năm sau, tăng chúng và tín đồ muốn làm lại tăng phòng nên đã đánh chùy để triệu tập buổi họp. Vị tỷ kheo nghe tiếng chùy liền xuất định, nhưng vì thân đã bị thiêu rụi rồi nên liền chết. Những người chứng kiến sự việc đã thuật lại như vậy. lại có thuyết nói Bồ Tát Pháp tánh sành thần cũng như Phật, khi vào tam muội vẫn chẳng tán loạn thô tâm, vẫn dùng các thần thông vì chúng sanh thuyết pháp hoặc đi đến các cõi nước khắp mười phương để độ thoát chúng sanh, vì y theo pháp thế gian mà hiện các tướng nhập hay tướng xuất tam muội. Tùy vào tam muội phi diệt như vậy mà Bồ Tát thường xuất tam muội, dùng tâm đại bi cứu độ chúng sanh. Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra con rồng lớn có vô lượng quyến thuộc đành vầy diễu quanh, cũng như vậy khi Bồ Tát đám vô kiệt từ trong tam muội ra có vô lượng trăm ngàn vạn ức trời và người đành vầy pháp tòa diễu quanh Bồ Tát vậy. Đây là y theo thế đế dùng các danh từ ngữ ngôn để khai thị cho chúng sanh thấy rõ đệ nhất nghĩa đế là tướng bất động. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân vừa thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để được tâm thanh tịnh, được hỷ lạc đầy khắp thân, như vị tỷ kheo và đệ tam thiền vậy. Vì sao? Vì dục lạc của chúng sanh tuy chẳng được tịnh diệu mà họ đã thấy đó là niềm hỷ lạc rồi, huống nữa là khi thấy được chân công đức trang nghiêm thân. Lại nữa, từ khi nghe tiếng chư Phật giữa hư không nói đến tên Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã sanh tâm ham muốn chóng được gặp Pháp Sư Đàm Vô Kiệt. Do nhất tâm niệm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt mà Bồ Tát Tát Đà Ba Luân ở ngay tại chỗ, liền vào được các tam muội, thấy được chư Phật khắp mười phương và nghe chư Phật dạy rằng do Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có nhân duyên với ông trong vô lượng đời về trước, nên nay chính Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sẽ là bậc thiện tri thức của ông và cũng là người sẽ khai ngộ cho ông. Vì nghe chư Phật dạy như vậy nên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân khao khát được mau thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Cũng vì nghe như vậy mà ở dọc đường Ngài quyết định bán thân để chúng sanh Bát Nhã, Ba La Mật và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Này ở tại thành Chúng Hương, sau 7 năm chờ đợi chẳng có nằm ngồi, sự khát ngưỡng ấy lại càng tăng lên đến tột độ. Ví như người khát nước và bị nóng được bức bách lâu ngày, này gặp được vũng nước đục còn vui mừng, uống nữa là gặp được suối nước trong mát ngọt ngào. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân khát ngưỡng mong được sớm gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiệt cũng là như vậy. Vì Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có công đức rất lớn nên ngay khi vừa được gặp Ngài, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân liền sanh tâm vui mừng khôn xiết. Hỏi vì sao chẳng nói đến thượng địa định lạc và giải thoát lạc mà chỉ nhắc đến đệ tam thiền lạc? Đáp vì chúng sanh ở cõi dục nghe nói đến niết bàn lạc là vô sở hữu nên tâm chẳng có ưa, nghe nói vào đệ tứ thiền đoạn hết khổ lạc nên tâm cũng chẳng có ưa, thường chỉ ưa thích lạc ở đệ tam thiền. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chưa vào được vi tế thâm diệu tịnh nên vừa thấy Bồ Tát Pháp Sư liền sanh hoan hỉ tựa như vào tam thiền. Hết quyển 99. Luận Đại Trí Độ, quyển 100, phẩm thứ 89. Tiếp theo Đàm Vô Kiệt. Tiếp theo kinh. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt giải hoa cúng dường, xong đầu mặt cung kính đảnh lễ rồi đứng sang một bên. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thấy đại chúng đã ngồi xong liền bảo Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: Này thiện nam tử, hãy lắng nghe và tín thọ, nay ta vì ông nói về tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Này thiện nam tử, các pháp bình đẳng nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bình đẳng. Các pháp ly nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng ly. Các pháp bất động nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bất động. Các pháp vô niệm nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô niệm. Các pháp vô úy nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô úy. Các pháp nhất vị nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng nhất vị. Các pháp vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Các pháp vô sanh nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô sanh. Các pháp vô diệt nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô diệt. Hư không vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Nước trong biển lớn vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Núi Tu Di trang nghiêm nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng trang nghiêm. Hư không vô phân biệt nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô phân biệt. Sắc vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Thọ tưởng hành thức vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Địa chủng vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Thủy chủng, hỏa chủng, phong chủng vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Không chủng vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Như kim cang bình đẳng nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bình đẳng. Các pháp vô phân biệt nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô phân biệt. Pháp tánh bất khả đắc nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả đắc. Các pháp vô sở hữu bình đẳng nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô sở hữu bình đẳng. Các pháp vô tác nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô tác. Các pháp bất khả tư nghị nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả tư nghị. Ngay lúc ấy, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân ngay tại chỗ ngồi liền vào được các tam muội, như chư pháp bình đẳng tam muội, chư pháp vô ý tam muội, chư pháp nhất vị tam muội, chư pháp vô biên tam muội, chư pháp vô sanh tam muội, chư pháp vô diệt tam muội, hư không vô biên tam muội, đại hải thủy vô biên tam muội, tu di sơn trang nghiêm tam muội, hư không vô phân biệt tam muội, sắc vô biên tam muội, thọ tưởng hành thức vô biên tam muội, địa chủng vô biên tam muội, thủy chủng, không chủng, hỏa chủng, phong chủng vô biên tam muội, như kim cang bình đẳng tam muội, trừ pháp vô phân biệt tam muội, trừ pháp bất khả tư nghỉ tam muội. Như vậy có đến 600 vạn tam muội. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, như hôm nay trong 3.000 đại thiên thế giới, giữa chúng tỷ kheo tăng vây quanh, ta lấy tướng như vậy, tướng mạng như vậy, danh tự như vậy mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân được 600 vạn tam muội, thấy 10 phương chư Phật trong 3.000 đại thiên thế giới, giữa chúng tỷ kheo vây quanh cũng lấy tướng như vậy, tướng mạng như vậy, danh tự như vậy, nên cũng thuyết Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Từ đấy trở về sau, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân được đa văn, được trí huệ bất khả tư nghỉ, tạm như nước trong biển lớn, thường chẳng xa rời chư Phật, thường sanh vào các cõi có Phật, dẫn đến trong mộng, cũng chẳng lúc nào chưa từng thấy Phật cả. Khi hết thảy các nạn đều đã dứt, Bồ Tát này được tùy nguyện vãng sanh về các cõi Phật. Này Tu Bồ Đề, phải biết do nhân duyên Bát Nhã Ba La Mật mà chư Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu được hết thảy các công đức, được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, bởi vậy nên chư Bồ Tát Ma Ha Tát muốn học 6 pháp Ba La Mật, muốn thâm nhập vào trí huệ của chư Phật, muốn được nhất thiết chủng trí, phải thọ trì đọc tụng tránh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, phải vì người rộng thuyết Bát Nhã Ba La Mật, phải biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, lại phải tôn trọng tán thán, dùng hương hoa dẫn đến dùng kỹ nhạc cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của 3 đời 10 phương chư Phật. Chư Phật trong 3 đời và trong 10 phương đều tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Sau khi ở Tam Muội Già, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đến nơi Pháp Tòa mà Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã trang nghiêm sẵn. Khi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đã ngồi lên Pháp Tòa, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ đến trước Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, cung kính đầu mặt đảnh lễ rồi đứng sang một bên. Có 3 trường hợp đảnh lễ, đó là cúi đầu đảnh lễ, quỳ gối và cúi đầu đảnh lễ, đầu mặt sát đất mà đảnh lễ, gieo đầu mặt sát đất mà đảnh lễ, là lối đảnh lễ bậc nhất gọi là thượng lễ. Người đời thường lấy đầu làm quý, cho chân là tiện.